đủ một cái máy siêu phẩm á, thì lúc nào mà không sướng anh chị. Nhưng mà cái deal này nó sướng gấp đôi. Lý do á, là nó hàng new 100%, hàng brand new nha. Nó không có hộp ngoài. Cái hộp này là em Cường bảo quản để mà trong cái quá trình mình vận chuyển nọ kia nó không bị cấn móp thôi. Chứ nó là không có hộp nha. Surface Laptop 5 Core i7 RAM 16GB ổ cứng 512GB luôn. Rất là phù hợp cho anh chị là văn phòng này, dư dùng luôn. Hoặc là ví dụ làm đồ họa 2D, hình ảnh, hoặc là mình edit video ngắn ngắn, cắp kết nọ kia thì em nói là tuyệt của mèo luôn. 22,5 cũ thôi anh chị, trong khi bây giờ hàng brand new có hộp đó nha. Đó, chỉ thêm có cái hộp thôi, anh chị phải bỏ thêm 10 đến 11 triệu nữa tùy chỗ bán ha. Riêng em Cường thấy cái deal này là nó hời quá anh chị ơi. Surface Laptop 5 nó đẹp nha, chứ nó không phải xấu gì đâu nha anh chị. Anh chị nhìn đi, nhôm nguyên khối mỏng dính luôn. Đây, siêu nè, siêu giấy còn luôn ha, siêu bảo vệ màn hình còn nguyên nè. Cái mẫu thiết kế này á thì nó rất là lịch lãm anh chị. Đó, nó kiểu như là thanh mai trúc mã vậy đó. À, mỏng nhẹ, tiểu thư, nhưng mà bền nha. Surface Laptop 5, Surface Laptop 4, ok, xài rất là good luôn. Cái vấn đề ở đây là nó xài ổn định, nó không có bị lỗi vặt nào kia, không có lỗi hệ thống kiểu kiểu vậy đó anh chị. Cảm ứng trên con máy này thì em phải mượt vô đối luôn. Đặc biệt các củ Surface đến từ họ Microsoft mà họ đồng bộ được phần cứng và phần mềm, thành ra anh chị sử dụng cảm ứng á, trên những cái chiếc máy Surface cực kỳ mượt luôn. Màn con này là 2,2K lần nha anh chị, 2,2K anh chị nên nhớ nha, chứ không là Full HD, FHD gì đâu. Mà nó có 22,5 cũ thôi, new 100%, trời ơi, được em Cường bảo hành 12 tháng. Thì bây giờ anh chị cứ nghĩ đi, bán cái hộp giấy được mười mấy củ, 30 ngày đầu đổi bất kỳ cái điều gì là em Cường sẽ đổi cho anh chị một cái máy khác. Còn nếu như không có máy đổi, em Cường hoàn tiền luôn. Nếu anh chị không muốn đổi một model khác, em Cường hoàn tiền đổi cho anh chị. Cái mẫu này thì nó rất là nhẹ nha, nó cân nặng chỉ có hơn 1kg thôi. Nhôm nguyên khối cực kỳ đẹp luôn. Mà cổng đây là sạc nè, chân sạc nè anh chị. Còn đây á, là các giắc cắm của nó là USB-A, USB-C và một giắc tai nghe 3.5, chỉ thế thôi. Nhưng mà cái ngôn ngữ thiết kế con này thì nó quá là đơn giản luôn. Tinh tế nha anh chị. Những cái gì đẹp nhất là những cái gì tinh tế nhất đó anh chị. Rồi 22 củ rưỡi, em Cường chỉ được có 4 chiếc thôi. Anh chị phải nhanh, thấy cái deal này là phải nhanh. Vô nguyên khối cực kỳ sang chảnh luôn, cầm đi cà phê hoặc là đi họp với đối tác nào kia cũng thể hiện được cái sự đẳng cấp của mình. Ngoài cái đẳng cấp ra thì cái sự ổn định, cái sự mượt mà và cấu hình khỏe nó giúp cho anh chị làm công việc rất là tốt ha. Nhanh gọn lẹ luôn, trong vòng chỉ có 3 nốt nhạc thôi.